Xin chào tất cả các bạn. Ngay bây giờ thì mình xin giới thiệu với các bạn cái cách mài dũa Kizuku sao cho tròn, đều và đẹp, nhưng đặc biệt không phạm vào tay khách nha. And here we go. Tại vì cái da người ta quá mỏng á, các bạn vui lòng các bạn vặt nó lên ha. Các bạn kéo nó lên như thế này đi. Kéo lên, thế. Kéo lên, các bạn vặt. Kéo lên hết. Okay, tại da mỏng lắm. Okay, kéo lên. Rồi. Thì đối với cái móng này á là mình sẽ sử dụng hai cái đầu dũa, một là cái đầu dũa đồng bộ ha, và hai là cái đầu dũa mịn ha, cho cuticle. Thì đầu tiên nhất mình sử dụng cái dũa đồng bộ trước ha. Dũa đồng bộ thì mình dũa như thế này, mình dũa từ cái sang phải đó, mình dũa từ cái qua phải đó, rồi mình kéo từ trên xuống dưới đó, không thấy không? Cái này mình dũa ít thôi, mình đồng bộ mà mình tạo cho cái độ đồng đều của một cái móng trước là khi mình làm như thế này, và thứ hai nữa là mình tạo cho 10 móng nó giống nhau về cái shape cũng như là về cái độ dày mỏng. Tuy là nó ít thời gian, là một cái móng mình dũa có thể 15-20 second hoặc 30 second thôi, nhưng mà nó cũng rất là quan trọng. Có những móng khi mình chạy như thế này thì mình phát hiện ra cái đó nó hơi bị cao hơn cái góc phía bên trái, nó cao hơn góc bên phải, thì mình chạy cái góc phía bên trái nhiều hơn đó, để mà tạo ra cái móng nó bình lại ha. Tại khi mình đắp bột tuy là đã chuẩn rồi, nhưng mà nó còn nhiều lúc nó còn những cái, có nghĩa là nó sẽ có những cái mistake mà mình không để ý, thì bây giờ đây là cái lúc mà mình sửa lại, chỉnh sửa lại nhé. Rồi xong cái nước đồng bộ ha, rất là. Rồi bây giờ tới cái nước cái dũa mịn như thế này. Dũa mịn thì mình cái dũa mịn quan trọng nhất là các bạn phải canh về cái điểm tựa, okay. Mình canh nó là nó vừa cái độ dài của nó này, nó vừa bằng cái móng và hơn chút xíu. Thì cái điểm tựa bây giờ mình sẽ giới thiệu lại cái điểm tựa nha. Tại vì mình có ra một cái video rồi, nhưng mà cái lần đó mình làm cái video nó không có rõ lắm, có nhiều bạn thắc mắc là muốn có một cái video rõ ràng hơn về cái vấn đề cách dũa làm sao mà nó không phạm vô tay khách, và cái Kizuku tròn đều, đặc biệt là chọn cái điểm tựa. Thì điểm tựa đây các bạn, đây cái ngón tay giữa này, thấy không? Ngón tay giữa cũng là cái điểm tựa của mình ha. Mình tựa hai cái này ngón tay giữa cũng là cái điểm tựa đó, bạn thấy nè, đây nè, ngón tay giữa cũng là điểm tựa của mình, và cái ngón này mình dùng cái ngón tay đeo nhẫn để mình tựa, ok. Khi mình tựa đó, thấy không, mình tựa nè, rồi mình bắt đầu mình nghiêng cái tay để cái đầu dũa, bạn thấy không, đầu dũa mình để nghiêng lên 45 độ đó, mình chạy nha, bạn thấy không, mình chạy đầu tiên nhất là mình chạy cái cuticle cho nó tròn trước. Mà cuticle tròn hay không là do cái điểm tựa, và không cắt vô tay khách cũng do cái điểm tựa, ok. Và để mình hạn chế cho nóng tay á, thì các bạn phải kéo, bạn thấy không, dùng cái tay này nè, mình dùng cái điểm tựa, cái tay điểm tựa cũng là một, dùng cái đòn để mình kéo cái da ra, bạn thấy không, mình kéo này, ngay chỗ bên hông đó mình kéo ra, kéo da ra. Là khi bắt đầu bạn chạy lên trên cái đầu, trên cái đoạn trên đó, thì mình dùng ngón tay cái mình cũng vạch cái da ra, mình kéo cái da ra đó, bạn thấy không, cái đó là cái cách mình dũa cho khách nó cảm thấy nó không có bị nóng tay, nó rất là thoải mái nghe. Rồi mà khi bạn dũa này á, là bạn không có dũa một chỗ nhiều, bạn chạy qua bên này chạy qua bên kia để tránh trường hợp bị khách nó bị nóng tay nha mấy bạn đó. Rồi bạn chạy lại nè, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, rồi bạn thấy không, rất là lẹ. Cái điểm tựa chọn điểm tựa và dùng cái ngón tay điểm tựa này để kéo cái ve ra ngay bên hông đó. Đó bạn thấy không, mình đi rất là nhịp nhàng kéo ra. Khi mà cái đầu dũa của mình bắt đầu nó đi lên trên phần cuticle ở phía trên, thì bắt đầu ngón tay cái của mình sẽ lo cái phần phía trên.
mình kéo nó ra. Đó, mình kéo nó ra và hai bên hông là bên hông này nè, mình dùng ngón tay cái mình vạch mình kéo nó ra luôn. Đó, thì lúc đó cái tay của bạn thì lúc đó cái tay của ngón bắt buộc cái tay của bạn ở dưới nó phải quớt nha các bạn. Nó hơi mệt chút xíu nhưng mà các bạn phải quớt thì các bạn mới tạo cho ra được một cái bộ bóng đẹp. Cuticle nó tròn đều nè và không phạm vào tay khách. Khách không có bị chảy máu nghe. Và ví dụ như bạn có điểm tựa rồi đó. Nè bạn dũa nè. Nó chỉ đi theo giống như cái combo thôi ha, nó không có vượt ra quá giới hạn. Là khi bạn quẹo mà đánh một đường như vậy là nó không đi quá giới hạn. Và lỡ mà ví dụ nó có đi vô tay khách thì nó cũng đụng chút xíu thôi chứ nó không đến nỗi phải chảy máu ha. Rướm rướm thôi. Đó. Đầu tiên nhất á là khi mà bạn vô chạy cái vũ mịn thì các bạn cũng phải chạy trên mặt móng một chút xíu cho nó mịn lại hết nè. Rồi sau đó các bạn chúi xuống đây, kéo ra. Khi đi lên các bạn thấy không, bạn kéo ra luôn. Hello. Hỏi bà làm chân không em? We have time for better kill now. Chưa, hộp chưa xong luôn hả? Ok, các bạn kéo nó lên vậy đó, các bạn thấy không? Kéo. Cho nên là mình muốn kết quả các bạn phải chọn cho mình một cái điểm tựa. Và điểm tựa của mỗi người nó khác nhau. Tùy theo cái ngón tay của bạn dài hay ngắn. Và cái cách cầm dũa của bạn như thế nào nữa ha. Cũng giống như cái cách bạn gài cái dũa dài hay ngắn nữa. Thì cái điểm tựa nó sẽ được thay đổi liên tục nha các bạn. Thay đổi liên tục. Giống như mình để cái tựa của mình ở ngón tay trỏ nó khác. Khi mình dũa khách ngón tay trỏ, cái điểm tựa mình nó khác ở ngón tay giữa. Và đặc biệt nó rất khác ở cái ngón tay út luôn. Okay. Tại những ngón tay út nó nhỏ hơn bình thường. Thì các bạn nhớ là phải có điểm tựa nha. Các bạn không có điểm tựa là cái tay của bạn nó sẽ không có, nó không có chuẩn á. Các bạn dũa có thể chảy máu. Thấy không? Rồi bây giờ ngón cuối cùng của ngón tay cái, các bạn để ý cái điểm tựa của mình nè. Ok, điểm tựa đây, tựa vô đây. Ngón tay trỏ, ngón tay đeo nhẫn của mình tựa vào cái ngón tay giữa dưới và ngón tay giữa dưới. Khi mình đặt, mình vũ bên hông thì ngón tay giữa vừa là điểm tựa cũng vừa là cái đòn bẩy để kéo cái da ra. Ok, kéo cái da ra. Và khi mình chạy như vậy đó thì cái dũa của mình nó chỉ bám vào cái phần bột, bám vào cái phần phía bên móng mà không bám vào phần da. Ok, khi mà có điểm tựa tốt thì cái dũa nó chỉ bám vào cái phần bột nằm trên móng ngay khi đi cồ mà nó không có bám vào phần da. Chính điều đó nó không bị chảy máu. Và đặc biệt là các bạn, cái ngón tay giữa của bạn phải quớt và ngón tay cái của bạn nằm ở dưới đó phải quớt, phải làm việc kéo da lên đồng bộ với cái dũa. Khi dũa chạy tới đâu thì cái phần da đó nó phải được vạch ra, thì các bạn sẽ làm cho khách nó cảm thấy không bị nóng tay và hạn chế cái việc chảy máu. Rồi đến đây thì cái phần dũa, chọn điểm tựa và cái quớt của cái bàn tay nằm dưới ngón tay trỏ, ngón tay giữa và ngón tay cái của cái bàn tay nằm ở dưới đó. Chấm dứt tại đây nha, mình sẽ trở lại trong phần tiếp theo.